chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá bữa cơm gia đình của người Việt nhé. Và bài học tuần này sẽ là cấu trúc lấy cộng danh từ cộng làm, cách dùng từ Hán Việt vô, bất, phi và từ vựng liên quan đến văn hóa ẩm thực của người Việt. Các từ ngữ chỉ món ăn, cách mời, cách cảm ơn. Konnichiwa. Xin chào các bạn. Mình tên là Okabe Chikara. Chikara trong tiếng Nhật nghĩa là khỏe mạnh. Vì vậy, mình tự đặt tên tiếng Việt của mình là Nguyễn Khỏe Mạnh. Mình luôn muốn sống đúng như cái tên của mình. Mình rất thích tập thể dục đấy. Tuy vậy, mình không thể cưỡng lại những món ăn ngon. Wow! Các bạn hãy đồng hành với mình trong những trải nghiệm thú vị của Xin Chào Việt Nam. Ăn gì nhỉ? Lấy có đồ ăn không nhỉ? Sao mà vô đi thế nhỉ? Sao hôm nay trông anh Okabe nhăn nhó thế? Anh đang rất là đói nhé. Mà mãi vẫn chưa nghĩ ra nên ăn món gì. Thế có vô lý không có chứ? Điều đấy cũng có gì bất thường đâu. Em đói mà em cũng chẳng biết nên ăn gì. Em toàn như thế. À, bây giờ em đang chuẩn bị sang nhà dì em ăn cơm đấy. Hay anh Okabe đi cùng đi. Được à, nhưng mà đến hôm báo trước cho gì thì có sợ bất lịch sự không nhỉ? Không sao đâu anh Okabe, dì em nấu ăn ngon cực mà lại rất là hiếu khách, hay chúng mình đi luôn không muộn nhá. Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đã cùng trở lại với chương trình Học Tiếng Việt, Xin Chào Việt Nam. Trong đoạn hội thoại vừa rồi, chúng ta thấy hai bạn đã sử dụng các từ vô, bất, phi. Sao mà vô đi thế nhỉ? Thế có vô lý không có chứ? Điều đấy cũng có gì bất thường đâu. Nhưng mà đến hôm báo trước cho gì thì có sợ bất lịch sự không nhỉ? Cách dùng từ Hán Việt vô, bất, phi như sau. Vô, bất, phi là những yếu tố gốc Hán làm tiền tố trong cấu tạo từ, mang ý nghĩa phủ định yếu tố đứng sau chúng. Cấu trúc như sau. Vô cộng từ tạo thành tính từ có nghĩa là không hoặc không có. Ví dụ, vô đạo đức có nghĩa là không có đạo đức. Vô nghĩa có nghĩa là không có ý nghĩa. Vô duyên có nghĩa là không có duyên. Cách dùng trong câu như sau. Lừa gạt người khác là vô đạo đức. Cần loại bỏ những nội dung vô nghĩa, nhảm nhí trên mạng xã hội. Chê bai ngoại hình của người khác là vô duyên. Cấu trúc bất cộng từ tạo thành tính từ có ý nghĩa phủ định. Ví dụ, bất hợp pháp có nghĩa là không hợp pháp. Bất lịch sự có nghĩa là không lịch sự. Bất tiện có nghĩa là không tiện. Cách dùng trong câu như sau. Cần chấm dứt buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Thật là bất lịch sự nếu bạn không nói cảm ơn sau khi được giúp đỡ. Hôm qua trời mưa to, đi lại bất tiện lắm. Cấu trúc phi
cộng từ. Tạo tính từ có nghĩa là không, không có. Ví dụ, phi sản xuất có nghĩa là không sản xuất. Phi nông nghiệp có nghĩa là không thuộc về nông nghiệp. Phi lợi nhuận có nghĩa là không có lợi nhuận. Cấu trúc phi cộng từ tạo tính từ có nghĩa trái với. Ví dụ, phi pháp là trái với pháp luật. Phi nghĩa là trái với đạo nghĩa, đạo lý. Phi nhân đạo là trái với nhân đạo. Chúng ta cùng làm bài tập sau nhé. Bài tập số 1, sử dụng các từ vô, bất, phi để hoàn thành câu. Câu số 1, đi xe buýt đi học. Tiện lắm. A, bất. B, phi. C, vô. Câu số 2, bạn hãy làm việc, học tập, đừng để thời gian trôi đi. X. A, bất. B, phi. C, vô. Câu số 3, người có đạo đức không làm điều nhân tính. Các đáp án là A, bất. B, phi. C, vô. Câu số 4, sản phẩm thủ công mỹ nghệ là sản phẩm nông nghiệp. Các đáp án là A, bất. B, phi. C, vô. Đáp án của chúng ta là 1. A, đi xe buýt đi học bất tiện lắm. 2. C, bạn hãy làm việc, học tập, đừng để thời gian trôi đi vô ích. Câu số 3, B, người có đạo đức không làm điều phi nhân tính. Câu số 4, đáp án là B, sản phẩm thủ công mỹ nghệ là sản phẩm phi nông nghiệp. Bài tập số 2, sử dụng các từ vô duyên, phi lợi nhuận, phi pháp, bất lịch sự. Viết lại câu sau đây. Câu số 1, em ấy nói chuyện không có duyên nên tôi không thích gặp. Câu số 2, chúng tôi làm việc không vì lợi nhuận. Câu số 3, tôi không bao giờ làm điều gì trái pháp luật. Câu số 4, nói chuyện to trong thư viện là không lịch sự. Đáp án bài này như sau. Câu số 1, em ấy nói chuyện vô duyên nên tôi không thích gặp. Câu số 2, chúng tôi làm việc phi lợi nhuận. Câu số 3, tôi không bao giờ làm điều gì phi pháp. Câu số 4, nói chuyện to trong thư viện là bất lịch sự. Đây là bạn của cháu, tên là OKB. Cháu chào cô ạ. Cháu hai đứa vào rửa tay rồi ăn cơm ngon nóng. Dạ. Ôi, cháu các món ăn hấp dẫn quá là. Thế thì hai đứa ăn nhiều vào nhá. À. Cháu mời cô ăn cơm ạ. Thì hai đứa ăn đi. Vâng. Ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ. Cháu ăn à, đi vâng. Nhá. Cháu cảm ơn ạ. Ăn đi cháu vâng. Đi chơi thôi nhưng mà. Vâng. Cái này là cái núi gì của Quỳnh người tức là bạn làm ở cái viện dưỡng lão ở bên đấy. À, thế ạ. Măm măm nào. Ngon quá. Anh OKB biết không, với các gia đình người Việt thì bữa cơm là thời gian mà mọi người quây quần sum họp bên nhau đấy. Cô nấu cơm có mất nhiều thời gian không ạ? À, cái này đơn giản lắm, cô nấu nhanh lắm, chưa đến một tiếng đâu. Cô cắm cơm xong là cô rán trứng và thịt rang cháy cạnh, rau thì luộc, lấy nước luộc xong làm canh luôn.
Con cá thì cô muối 2 ngày hôm trước rồi, giờ là ăn là ngon rồi. Món nào cũng ngon cô ạ. Đúng là chuẩn cơm mềm nấu cô ạ. Vậy là Okabe đã có một bữa ăn rất ấm cúng. Trong cuộc hội thoại vừa rồi, chúng ta thấy sự xuất hiện của cấu trúc lấy cộng danh từ cộng làm. Rau thì luộc, lấy lúc luộc rau làm canh luôn. Cấu trúc lấy cộng danh từ A cộng làm được dùng để chỉ việc lấy A để làm cái gì hoặc làm việc gì đó. Chúng ta có ví dụ như sau. Trẻ con lấy giấy báo làm diều. Họ lấy mét làm đơn vị đo chiều dài. Mẹ luôn lấy hạnh phúc của con làm niềm vui của mẹ. Chúng ta cùng làm bài tập sau nhé. Bài số 1. Dùng cấu trúc lấy cộng danh từ A cộng làm. Viết lại câu sau đây. 1. Chỉ số IQ được dùng làm thước đo trí thông minh của con người. Câu số 2. Nếu tiền được coi là mục đích sống của bạn, thì cuộc đời của bạn sẽ không hạnh phúc. Đáp án như sau. Câu số 1. Họ lấy chỉ số IQ làm thước đo trí thông minh của con người. Câu số 2. Nếu bạn lấy tiền làm mục đích sống, thì cuộc đời của bạn sẽ không hạnh phúc. Bài số 2. Sắp xếp các từ sau đây thành câu có nghĩa. Câu số 1. Họ thành công làm đòn bẩy thất bại lấy tương lai cho. Câu số 2. Của công ty sự hài lòng khách hàng làm lấy mục tiêu. Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Câu số 1. Họ lấy thất bại làm đòn bẩy thành công cho tương lai. Câu số 2. Công ty lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu. Chúng ta ôn lại bài học hôm nay nhé. Vô, bất, phi là những yếu tố gốc Hán làm tiền tố trong cấu tạo từ, mang ý nghĩa phủ định yếu tố đứng sau chúng. Cấu trúc lấy cộng danh từ A cộng làm chỉ việc lấy A để làm cái gì hoặc làm việc gì đó. Các bạn nhớ luyện tập hàng ngày nhé. Và nếu gặp khó khăn gì về cách sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hàng ngày, hãy liên lạc với chương trình qua email xinchaovietnamv4a.vtv.vn hoặc xinchaovietnamv4a.gmail.com. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau của Xin Chào Việt Nam.